À vâng à, kính thưa các thầy cô cô à, kính thưa các vị đại biểu thì trong cái buổi báo cáo hôm nay thì em chia, chia sẻ à, với lại tất cả mọi người về những cái tiến bộ mới trong lĩnh vực xét nghiệm gen xét nghiệm di truyền mà có thể giúp các bác sĩ à, giúp cho bệnh nhân à, điều trị tốt hơn điều trị chính xác hơn và với cái chi phí tốt nhất à, thực tế ra thì các bác sĩ hiện tại đang điều trị cá thể hóa dựa trên à, thông tin của bệnh nhân thông tin lâm sàng cũng như là các cái xét nghiệm sinh hóa à, bình thường à, tuy nhiên là dưới cái góc nhìn của một cái đơn vị mà thực hiện các cái xét nghiệm về gen về di truyền chuyên sâu thì chúng em à, cũng rất là băn khoăn làm sao có thể đưa ra được một cái bức tranh tổng thể hơn đầy đủ hơn cũng như là mang đến những cái à, xét nghiệm hay là những cái công cụ mới hơn để giúp cho các bác sĩ có thể uh, điều trị cá thể hóa, điều trị cũng như là điều trị một cách chính xác hơn nữa cho bệnh nhân của mình uh, Về nội dung thì em sẽ có ba cái phần chính Thứ nhất là uh, cá thể hóa, điều trị, điều trị y học chính xác trong kỷ nguyên uh, genomics cũng như là multiomics Thứ hai là cập nhật các cái tiến bộ về xét nghiệm gen, xét nghiệm di truyền trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản thì em sẽ đi sâu vào những cái xét nghiệm mà tương đối là mới và tương đối là khó để cập nhật lại cập nhật với các bác sĩ và thứ ba là cũng nêu lên thực sự là cái khó khăn gì cái thách thức gì và cũng đề xuất cái cách thức chúng ta có thể ứng dụng được những cái xét nghiệm này những cái tiến bộ về gen về di truyền này trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản thì um, cái gì là cái mà mang lại cái đột phá những cái mới trong lĩnh vực cá thể hóa điều trị dựa trên gen và di truyền thì đó là cái sự tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ sinh học, đặc biệt là tiến bộ trong cái việc nghiên cứu về bộ gen về di truyền của con người. Thì cách đây chúng ta đều biết là cách đây 20 năm để giải trình tự được một bộ gen người hoàn chỉnh thì cái chi phí là các nhà khoa học Mỹ đầu tiên là phải chi phí mất 3 tỷ đô la. Tuy nhiên cùng với lại cái thời gian đến hiện nay thì cái việc giải trình tự để xác định được bộ gen thì đâu đó thời gian chúng ta chỉ mất có vài tiếng và cái kết cái, cái, cái chi phí thì chỉ đến vài trăm đô la trong một bộ gen và với những cái tiến bộ đặc biệt là tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ giải trình tự gen thì mang lại những cái uh, giá trị về ứng dụng đó là thứ nhất là thành quả của trong mọi người có thể nhìn thấy đây đó là xác định cái uh, phả hệ di truyền xác định các bật đột biến di truyền gây lên bệnh và kể cả xác định những cái đột biến mà nguy cơ gây ra nguy cơ bệnh của con người và hướng tới cái kỷ nguyên gọi là personal life hay là precision medicine thì cái đột, những cái đột phá về y học trong lĩnh vực đột phá trong lĩnh vực y học và lĩnh vực cá thể hóa điều trị đó là các cái công nghệ hiện nay là công nghệ về CRISPR-Cas tức là cái công nghệ à điều trị các công, công nghệ biến đổi đổi gen đến từng nucleotide. Thứ hai là cái cái công nghệ về cái liệu pháp điều trị gen. Thứ ba là y học cá thể hóa và thứ tư đó là à, các cái xét nghiệm về xét nghiệm gen, xét nghiệm di truyền và cuối cùng đấy là cái kỷ nguyên mới đó là các cái gọi là omic tức là tổng hợp tất cả những cái thông tin về à, các cái các cái vật liệu, các cái hệ à, hệ điều khiển cái quá trình sinh học của con người thì cái khác biệt giữa y học cá thể hóa truyền thống với lại hiện nay người ta nói đến đó là y y học chính xác là cái gì thì chúng ta vẫn thực hành cái y học cá thể hóa thì y học đây là theo cái à, định nghĩa của mỹ định nghĩa của tổ chức à, y học của mỹ thì y học cá thể hóa là hiện nay chúng ta đang đang làm. Tuy nhiên là y học chính xác là làm sâu hơn, đó là tìm ra cái hướng, cái cách thức để để điều trị tốt nhất, hiệu quả nhất dành cho bệnh nhân. Thì đây là cái sự thay đổi về phương pháp điều trị sử dụng cái xét nghiệm, đặc biệt là xét nghiệm gen, xét nghiệm di truyền. Thì mọi người có thể thấy hiện nay người ta chúng ta vẫn sử dụng phần lớn là sử dụng một liều điều trị cho tất cả bệnh nhân. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể sử dụng các cái liệu pháp điều trị khác nhau đối với lại từng bệnh nhân khác nhau thì phải có sự tham gia, phải có phải có các cái thông tin sâu hơn nữa về bệnh, đặc biệt là những thông tin đấy được thu được từ các cái xét nghiệm, đặc biệt là những cái xét nghiệm mới như xét nghiệm gen và xét nghiệm di truyền. Thì cái lợi ích của y học cá thể y học chính xác đó là thứ nhất là giúp cho bác sĩ dùng đúng thuốc, đúng liều và đúng thời điểm điều trị. Thứ hai là giảm, tránh các cái phản ứng phụ, các cái phép thử trong việc điều trị. Và thứ ba là gợi ý cái phương pháp phòng bệnh, tức là bây giờ là không phải là điều trị bệnh mà là phương pháp phòng bệnh. Và về cơ bản, người ta đã chứng minh được là y học chính xác, y học cá thể hóa có thể giúp giảm chi phí điều trị tổng thể và giúp gắn, gắn kết bệnh nhân hơn trong quá trình điều trị và tạo ra cái giá trị cộng đồng. Thì trong hỗ trợ sinh sản Thì cái y học cá thể hóa Y học chính xác Hiện nay đặc biệt là dựa trên gen Và dựa trên thông tin di truyền Như thế nào Thì gần đây cái hội nghị ISRM năm 2023 Thì đánh giá Xét nghiệm gen Genomics là một cái trụ cột quan trọng và một cái động lực của cái ngành hỗ trợ sinh sản để phát triển ngành hỗ trợ sinh sản. Thứ hai là cái sự phát triển của điều trị hiện nay là phải dựa trên y học bằng chứng và y học về dữ liệu và những cái dữ liệu đó thì đặc biệt là dữ liệu gen và di truyền thì ngày càng nhiều sẽ giúp cho các bác sĩ có nhiều thông tin một thông tin một cách đầy đủ hơn nữa dành cho để chúng ta trong điều trị bệnh và đến hôm nay thì các cái nghiên cứu về gen và di truyền trong hỗ trợ sản đã xác định được các cái rất là nhiều những cái gen mà liên quan đến các bệnh như dành cho ví dụ như ở nữ rất nhiều những cái gen mà liên quan đến cái 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 cái, cái những bất thường về cái buồng trứng bất thường về các cái hệ sinh sản của nữ cũng như là cái xét nghiệm uh, di truyền gen dành cho nam và y học uh, cá thể hóa và y học chính xác thì mang lại đặc biệt là y học chính xác sẽ giúp cho các bác sĩ có cái nhìn rất là đầy đủ và toàn diện liên quan đến à uh, chẩn đoán liên quan đến sàng lọc và đặc biệt là dùng để trong điều trị. Thì đây là cái review này tóm tắt lại cái sự phát triển của các cái xét nghiệm gen di truyền trong y học sinh sản. Và chúng ta có thể thấy là thông thường là các bác khi mà dùng xét nghiệm thì chúng ta sẽ phân thành các cái lớp và À, mỗi cái chuyên khoa thì sẽ có những cái xét nghiệm khác nhau. Tuy nhiên, đối với lại xét nghiệm mà trong cái điều trị y học chính xác thì sử dụng cái thông tin về bộ gen thì có thể một cái xét nghiệm có thể mang lại thông tin của rất nhiều chuyên khoa khác nhau, mang lại thông tin một cách rất đầy đủ cho bệnh nhân. Thì trong à, ivf thì có những cái xét nghiệm gì, xét nghiệm gen di truyền gì hiện nay đang sử dụng à, tại Việt Nam thì chúng ta có thể rất là vui mừng và tự hào đó là À, IVF Việt Nam rất phát triển và chúng ta cũng đang ứng dụng rất nhiều những xét nghiệm về gen về di truyền trong việc điều trị à, hỗ trợ sinh sản. Thứ nhất là các chúng tôi có thể phân ra làm ba cái nhóm xét nghiệm khác nhau. Là thứ nhất là xét xét nghiệm à, lựa chọn những hạt giống tốt, lựa chọn phôi tốt. Thứ hai là xét nghiệm dành cho cái quá trình chuyển phôi, làm sao để xác định chính xác cái quá trình chuyển phôi, thời điểm chuyển phôi và khi mà có em bé rồi có thai rồi thì chúng ta có những cái xét nghiệm để đánh giá được tình trạng của thai. Thì đối với lại công ty Gentis cũng là đơn vị phát triển cái hệ sinh thái rất đầy đủ về xét nghiệm gen và di truyền dành cho hỗ trợ sinh sản. Thì đối với lại xét nghiệm bố mẹ, chúng tôi phân làm xét nghiệm bố mẹ, thứ hai là xét nghiệm phải phôi, điều kiện chuyển phôi và thứ ba là xét nghiệm à, mẹ khi mà em bé sinh ra thai nhi đối với lại xét nghiệm bố mẹ thì có xét nghiệm rất là đầy đủ từ xét nghiệm các cái chức năng về hormone đến các xét nghiệm rất chuyên sâu về di truyền như là xét nghiệm à, cá thể hóa hỗ trợ cái xét nghiệm tại FHR hoặc cá thể hóa trong hỗ trợ kích thích vùng trứng hay là xét nghiệm gọi là first scan là cái xét nghiệm hơn 70 gen à, liên quan đến vô sinh hiếm muộn ở nữ và đối với lại bố thì có cái xét nghiệm cũng là scan Sàng lọc hơn 50 gen liên quan đến vô sinh hiếm muộn của Nam Đối với lại phôi thì ngoài như chúng ta đã nghe rất là đầy đủ về các cái xét nghiệm PT Thì tuy nhiên có những cái gì mới ở xét nghiệm PT mà có thể hỗ trợ cho phát triển Cái cá thể hóa điều trị tốt hơn nữa Đó là chúng tôi đã phát triển những cái bộ xét nghiệm mà One PTM tức là sàng lọc có những tiến bộ về giảm thời gian xét nghiệm PTM, giảm chi phí xét nghiệm, cũng như là bao phủ được rất nhiều những cái bệnh đơn gen và các cái xét nghiệm khác như là xét nghiệm mà liên quan đến môi trường nuôi cấy phôi và đặc biệt là đối với lại xác định cái cá thể hóa thời điểm chuyển phôi thì có xét nghiệm genatet là cái xét nghiệm xác định cái cửa sổ truyền phôi. thì sau khi mà có em bé thì chúng tôi cũng có những cái xét à, xét nghiệm về dành à, cho thai nhi níp, à, tiền sản giật anti phospholipid và sàng lọc. À, khi mà em bé sinh ra thì có sàng lọc sơ sinh và xét nghiệm nhi khoa. thì à, sau đây tôi xin trình bày một số những cái kết quả những cái xét nghiệm mà điển hình nhất, mà liên quan trực tiếp đến đây là những cái xét nghiệm mới khó mà sử dụng xét nghiệm gen và di truyền trong cá thể hóa điều trị. Tại tại công ty Gentis và tại Việt Nam. Thì thứ nhất là xét nghiệm PT sử dụng để lựa chọn à, hạt giống và lựa chọn phôi tốt. Thì chúng tôi có phát triển cái xét nghiệm PT one và PTM như vừa trao đổi. Thì hai cái này có gì mới so với lại PT thông thường ạ? Thì thứ nhất là PT Mark One Đó là cái xét nghiệm PT gọi là phân giải cao Thì tất cả xét nghiệm PT thông thường PTA, uh, PTSA thông thường Là chỉ có thể phát hiện được cái sự bất thường về vi mất đoạn nhiễm sắc thể với kích thước là 5 mê hiện nay Còn tại Gentis thì chúng tôi đã phát triển được cái xét nghiệm Phát hiện được bất thường về cấu trúc nhiễm sắc thể lặp đoạn uh, Mất đoạn với cái kích thước là lớn hơn 2 mê đặc biệt là có hai cái hội chứng rất là phổ biến liên quan đến cái xét nghiệm PT-Mắc van này đấy là mất đoạn à, à, trên những xét, xét thể số 22 12, 12, hội chứng diastere và những thể số 1. còn cái PTM thì mọi người cũng đã rất nghe rất là nhiều về PTM thì đối với à, chúng tôi mong muốn là làm sao mang cái PTM này đến nhiều hơn nữa với à, giúp cho nhiều hơn nữa các bệnh nhân cũng như là các bác sĩ thì chúng tôi phát triển một cái gói xét nghiệm PTM gọi là One PTM thì mọi người đều thấy là thông thường là để mà làm được một ca PTM đối với là các cái bệnh à, phổ biến ví dụ tha à, phổ biến tha hay là teo cơ các bệnh teo cơ thì thời gian của các đơn vị khác kể cả trên thế giới là là đâu đó khoảng 3, 2 đến 3 tuần Uh, nhưng mà đối với ZENTIX hiện nay, đối với PTM Thalas chúng tôi chỉ làm trong vòng 7 ngày Và thời gian 7 đến 10 ngày thời gian rất nhanh Và thứ hai nữa là các cái PTM khác Thì thông thường, kể cả trên thế giới và Việt Nam nói chung Thì đâu đó khoảng 3 đến 6 tháng Nhưng mà đối với công ty ZENTIX Chúng tôi phát triển một cái panel riêng Và rút ngắn cái thời gian đấy xuống còn 2 đến 3 tuần Và với cái chi phí uh, rất là tốt thì chúng tôi cũng hy vọng là đây là những cái cái phát triển mà giúp cho mang được cái xét nghiệm mà có rất là có ý nghĩa đây là PTM như cô Lan vừa chia sẻ đến đông đảo nhiều hơn với các bác sĩ cũng như là các bệnh nhân thì đây là cái những cái kết quả về các cái xét nghiệm PTM mà Gentis đã thực hiện được kết hợp với các bệnh viện đã thực hiện được thì có thể thấy là số lượng chúng tôi hiện nay làm rất là đầy đủ lên đến 38 bệnh mà chúng tôi đã làm được rồi và à, đặc biệt là cái số lượng ca những cái xét nghiệm này thì rất là nhiều có thể thấy là số lượng là gần như là à, so sánh vừa rồi chúng tôi đi cả asrm thì chúng tôi thấy là đối với lại à, gentip cũng là một đơn vị có số lượng gần như là hàng đầu của khu vực đông nam á và và rất lớn ở, ở, châu, ở châu á thì đây là cái kết quả rất là ban đầu mà chúng tôi à, kết hợp với bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội à, để báo cáo những cái kết quả đầu tiên về xét nghiệm à, PTM, à, cho đây là 20 cái bệnh không phải là bệnh phổ biến là thắt hai cái bệnh 20 bệnh khác bệnh thắt thì chúng tôi đã được với những kết quả rất là ban đầu và những cái con của những ca đã được à, sinh ra em bé sinh sống khỏe mạnh thì chúng tôi đã được à, mời báo cáo oral tại một cái phiên à, báo cáo của cái hội à, sản phụ khoa của châu tháng 12 vừa rồi. Thứ hai là đây là một cái ca lâm sàng về xét nghiệm PT Max One. thì đây là cái ca lâm sàng và sau khi à, ca lâm sàng à, của một cái đơn vị phối hợp với lại công ty Gentis để sử dụng cái xét nghiệm à, PT Max One và đây là cái ca lâm sàng gần như là đầu tiên mà chứng minh được cái hiệu quả cái giá trị của cái xét nghiệm PT Max One à, trên phôi và chúng tôi đã phát hiện ra các cái phôi kết quả là à, có chúng tôi đã phát hiện ra những cái phôi mà có bất thường về à, vi mất đoạn nhiễm sắc thể số 22 và sử dụng cái một cái phôi mà không phát hiện bất thường vi mất đoạn là sử dụng chuyển phôi và hiện tại đang theo dõi kết quả lâm sản thì như vậy có thể thấy là cái xét nghiệm PT Mark One này đã giúp cho mở rộng cái phạm vi xét nghiệm sàng lọc một số cái bất thường vi mất lập đoạn có kích thích nhỏ và tăng cái cơ hội để sàng lọc các bệnh lý dành cho các cặp vợ chồng. À, thứ hai à, tôi xin chia sẻ về cái xét nghiệm giúp cho cá thể hóa cái thời điểm chuyển phôi hay là xác định hỗ trợ xác định cái cửa sổ chuyển phôi. Thì đây là cái xét nghiệm gen di truyền rất là chuyên sâu Đánh giá được cái mức độ biểu hiện của protein Chứ không phải là 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 dựa trên gen mà Mức độ biểu hiện của uh, của protein Mức độ biểu hiện của gen Trên uh, niêm mạc tử cung trước khi chuyển phôi Thì giúp cho uh, Tức là sẽ giúp cho Tối ưu cái thời gian tăng cái tỷ lệ Chuyển phôi thành công Mang thai thành công Và tránh cho À, lãng phí cho các cái phôi chất lượng thì đây là cái quy trình xét nghiệm của cái xét nghiệm mà cửa sổ chuyển phôi đó là sử dụng cái niêm à, mạc tử cung sinh thiết niêm mạc tử cung và đánh giá cái mức độ biểu hiện của protein ở niêm mạc tử cung để đưa ra được khuyến cáo được cái niêm mạc đấy đang ở trạng thái nào trước tiếp nhận à, trạng thái tiếp nhận hay là trạng thái À, sau tiếp nhận thì à, chúng tôi cũng đã kết hợp với lại bệnh viện Hùng Vương để đánh giá đặc biệt là trên cái nhóm đối tượng bệnh nhân bị à, chuyển phôi thất bại nhiều lần sảy thai liên tiếp thì kết luận là bệnh viện Hùng Vương kết luận là cái tỷ lệ có thai được nâng lên ngang với quần thể bệnh nhân không bị à, thất bại, chuyển thất bại làm tổ nhiều lần và tỷ lệ làm tổ thì cao hơn và kỳ vọng thai sinh sống cao hơn bình thường thì đây là một cái xét nghiệm à, gần như là ở, ở Việt Nam thì chỉ có gen tích à, thực hiện được cái xét nghiệm này cũng thời gian cũng được khoảng 2 ba năm rồi và chúng tôi đang kết hợp để đánh giá nhiều hơn nữa giúp cho tìm ra cái, những cái nhóm đối tượng mà mà có cái xét nghiệm này có giá trị cao nhất à, và cái xét nghiệm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ ở đây đấy là cái xét nghiệm rất là tổng thể, rất mới và thực tế ra thì GenTix cũng chúng tôi cũng không làm Việt Nam mà chúng tôi kết hợp với lại chúng tôi là một à, một thành viên của công ty Eurofin Scientific thì chúng tôi kết hợp với lại công ty à, Eurofin Scientific ở ở bên châu Âu thực hiện cái xét nghiệm này tại châu Âu và đây là cái xét nghiệm rất là tổng thể giúp cho các bác sĩ có thể đưa ra cái đánh giá đầy đủ về rất nhiều những cái gen liên quan đến vô sinh hiếm muộn ở cả nam và nữ đối với nữ thì có hơn 50 gen còn đối với nam à, đối với nữ là có 70 gen còn đối với nam là có 50 gen thì trong đó có một cái gen rất là quan trọng cái xét nghiệm này chúng tôi tách ra đấy là cái xét nghiệm cá thể hóa giúp FSHR là cái cái receptor của cái FSH và uh, giúp cho cá thể hóa cái liều kích thích uh, bường trứng thì đây là đối với nam giới thì đây là những cái gen mà chúng tôi đã lọc ra những gen quan trọng liên quan đến các cái bất thường, rất là nhiều bất thường khác nhau của nam giới, bất thường về số lượng tinh trùng, bất thường về cấu trúc của tinh trùng, bất thường về khả năng sinh sống của tinh trùng. Và hiện nay thì uh, scan là cái xét nghiệm duy nhất đơn vị duy nhất tại thực hiện tại tại Gentis Eurofin và chúng tôi đã triển khai nghiên cứu với hơn 120 mẫu và đã cho ra những kết quả rất là khả quan. Đồng thời hiện tại thì cũng đang có chương trình promotion để 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 giúp cho cái xét nghiệm này đi được nhiều hơn đến các cái bác sĩ. À, thì trong cái quá trình thực hiện à, làm công tác xét nghiệm tại phòng lab di chuyển, thì chúng tôi thấy có những cái thách thức, những cái khó khăn trong việc đưa cái xét nghiệm này, những cái xét nghiệm về gen về di truyền đến bệnh nhân đến bác sĩ thì đầu tiên thì có thể thấy là cái 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 hiểu biết hiện nay thì có rất là nhiều rất là nhiều mọi người có có cái hiểu biết về cái xét nghiệm gen di truyền này rồi nhưng mà để mà có hiểu biết đầy đủ chuyên sâu thì cần phải có cái background rất là sâu về sinh học về di truyền về sinh học phân tử thì đây là những cái 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 kiến thức mà cần thời gian các bác sĩ cần thời gian để mà có thể đào sâu được để có thể tìm hiểu được kiến thức này thứ hai là về cái mức độ cái khó khăn về kỹ thuật trong cái việc triển khai xét nghiệm thì làm sao mà đây là những cái xét nghiệm gen nên là nó nếu mà nó sai là là, là về sau nó sẽ sẽ chúng ta sẽ không có cơ hội để để, để sửa chữa nên là cái rất là quan trọng trong cái việc đảm bảo cái chất lượng về xét nghiệm về thời gian đó là cái hệ thống phòng lab rất hiện đại trang bị rất hiện đại nhân dự lab cần phải kinh nghiệm phải có tay nghề kỹ thuật cao và đặc biệt là cái quy trình thực hiện quy trình thu mẫu trả kết quả những cái quy trình nói chung của xét nghiệm thì phải đảm bảo làm sao để tránh cái sai sót thấp nhất cái rủi ro thấp nhất thì đây là cần phải có những phòng lab di truyền mà có kinh nghiệm thực hiện những cái xét nghiệm này và đặc biệt là hiện nay cái tiêu chuẩn y tế phải có những tiêu chuẩn, những cái phòng lab phải được đảm bảo về tiêu chuẩn y tế Ví dụ như là ISO 15189 hay là ngoại kiểm và cái tiêu chuẩn cao nhất đó là cái tiêu chuẩn CRP Thì đối với lại công ty GenTip thì chúng tôi hiện nay đang đối với xét nghiệm PT thì là GenTip là công ty đầu tiên có cái tiêu chuẩn ISO 15189 dành cho xét nghiệm PT cũng như là NIPT về chúng tôi cũng đang xây dựng cái cơ sở vật chất à, à, mới mà phòng lab về cap à, hiện nay đang trong năm tới là chúng tôi cũng vui mừng thông báo là có cái phòng lab à, to hơn nữa à, hiện đại hơn nữa khang trang hơn nữa và đạt cái tiêu chuẩn cap tiêu chuẩn của hiệp hội <laughs> bệnh học của mỹ về tiêu chuẩn phòng lab tại việt nam và đặc biệt là cái khó khăn trong cái việc ứng dụng những cái kết quả xét nghiệm này như thế nào. Đó là về tư vấn di truyền, cô Lan nói rất là sâu tư vấn về trước xét nghiệm, tư vấn về sau xét nghiệm và mở rộng những cái xét nghiệm sử dụng cái công cụ xét nghiệm này như thế nào. Ở trên đối tượng bệnh nhân. Thì cái giải pháp để mà làm được những việc này thì chúng tôi cũng mạnh dạn là đề xuất một số cái nhóm giải pháp. Thì trong đó cái phần quan trọng nhất đó là cái phần ứng dụng thì đó là cái về tư vấn di truyền chúng tôi mong muốn là chúng tôi đẩy mạnh cũng như là chúng tôi xây dựng những cái tư vấn di truyền hỗ trợ cho các bác sĩ hỗ trợ cho bệnh nhân hiểu hơn về các xét nghiệm có cái uh, hiểu biết đầy đủ về xét nghiệm có cái sử dụng ứng dụng những cái xét nghiệm này uh, chính xác và hiệu quả trên bệnh nhân của mình thì chúng ta đều thấy là tư vấn di truyền rất là quan trọng ở ngay cả các nước gần việt nam chúng ta cũng có những cái hiệp hội riêng về tư vấn di truyền và đối với lại Việt Nam thì tư vấn di truyền còn rất là mới và chúng tôi cũng rất là vui mừng cũng thông cũng xin chia sẻ với anh chị là Gentis sẽ là đơn vị à, trong thời gian tới, rất sớm trong 1 2 tháng tới thì chúng tôi có trung tâm tư vấn di chuyển là trung tâm chúng tôi kết hợp với lại à, trường đại học Đại Hy Hà Nội, kết hợp với hội hỗ trợ sản, kết hợp với lại các đối tác ở nước ngoài đối tác của Euro, trong hệ thống Eurofin Scientific để mang cái tư vấn di truyền đến cho phục vụ hỗ trợ các cái bác sĩ cũng như là bệnh nhân và đặc biệt là hiện nay thì thì cái về cái giải pháp vấn đề rất nhiều lab di truyền mọi người đều thấy là cái cái này cũng là cái chung của thế giới đó là các cái tiêu chuẩn các quy định về lab di truyền thì thì hiện nay có rất nhiều các các, các các cái trang web hay các công ty mà hoạt động trong lĩnh vực di truyền nhưng mà đâu đó là không có không có theo quy định, không có xin phép, không có những cái chứng nhận về cái chất lượng xét nghiệm, thì chúng tôi cũng mong muốn là đây là những cái đề xuất những cái giải pháp dành cho hội trợ dân sản để đưa ra những cái quy định, đưa ra những cái hướng dẫn dành cho cái xét nghiệm à, gen và di truyền và ứng dụng một cách hiệu quả hơn những xét nghiệm này trong lâm sản. Thì để kết thúc cái bài trình bày của tôi thì cái mục tiêu à, của chúng ta đó là giúp chẩn đoán chính xác giúp cho các bác sĩ có phương án tốt nhất và với chi phí tốt nhất để điều trị cho bệnh nhân. Thì công ty Gentis có hệ sinh thái về tất cả các xét nghiệm từ khâu lựa chọn phôi, xét nghiệm bố mẹ cho đến xét nghiệm trong quá trình chuyển phôi cũng như là xét nghiệm sau khi đã có thai và có em bé. Đây là một cái hệ sinh thái chúng tôi xây dựng một hệ sinh thái để phục vụ cho các bác sĩ và Gentis là một cái thành viên của tập đoàn Eurofin Scientific là tập đoàn xét nghiệm testing số 1 thế giới hiện nay thì chúng tôi cam kết tiêu chuẩn quốc tế của công ty Gentis trong lĩnh vực xét nghiệm gen, xét nghiệm di truyền. Và xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.